Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh KGame.com. Hôm nay là đầu tuần, mùng 6 tháng 8 và tuần mới, chúc các bạn đi làm và đi học vui vẻ. Ok, thì trong video này mình sẽ thông báo một sự kiện rất là hot trên Lazada. Đó là ngày mùng 8 tháng 8, chúng ta sẽ săn hàng 8.000 và rất là nhiều mã giảm giá tốt trên Lazada. Đây, ngày đẹp giá tốt mùng 8 tháng 8. Hàng trăm deal 8.000, hàng trăm luôn nhá. Và mua nhiều chúng lớn, chờ đón siêu sale ngày mùng 8 tháng 8, mua nhiều để trúng Redmi 6A. Thời gian đếm ngược là còn 1 ngày 14 tiếng và 24 phút đó. Tặng smartphone mỗi ngày, sẽ tặng Redmi 6A trị giá là 2.490.000 khi có đơn hàng giá trị cao nhất cho hai bạn. Cái này thì mình cũng có video thông báo rồi. Ở đây có gì? Chúng ta sẽ có giảm khốc liệt đến 50% các sản phẩm chính hãng. Ngoài những cái deal đồng giá 8.000 thì còn những deal đồng giá 88.000, 188.000 và 888.000. 888.000 là giảm những cái sản phẩm giá tiền triệu rất là sốc đây. Và hôm đấy những cái gian hàng chính hãng Lazada Mail cũng sẽ giảm giá rất là tốt. Black Sale 8.000 hàng trăm deal đây. Và rất là nhiều mã giảm giá cộng với miễn phí giao hàng. Miễn phí giao hàng này thì sẽ có điều kiện thôi. Ok, thì có một gợi ý là các bạn ngay từ bây giờ, các bạn sẽ chọn những cái sản phẩm yêu thích và bỏ ngay vào giỏ hàng hoặc là bỏ vào mục yêu thích. Và hôm đấy mùng 8 tháng 8 chúng ta sẽ mua ngay. Nếu mà có mã thì chúng ta sẽ up nhanh để mua được rẻ. Và sẽ có miễn phí vận chuyển cho khách hàng ở Hồ Chí Minh và cho Hà Nội ở từng mục riêng. Deal khốc liệt hàng chính hãng sẽ giảm đến 50%, hơn 50%. Và ngày hôm đấy sẽ xem. Đây, ví dụ như là những cái sản phẩm, một số những sản phẩm của Boss, của Sunhouse, của Samsung, của JBTS, của Vali, của Tiger, của Apple vân vân sẽ giảm 50% gì đó, rất là tốt luôn. Và nhà bán hàng có lần đầu ra mắt dịch vụ tốt nhất, chúng ta sẽ xem vào ngày 8 tháng 8 nhé. Đó, rất là hấp dẫn luôn, nhờ sản phẩm rẻ cùng với mã giảm giá và đặc biệt là có săn deal 8.000, hàng trăm deal 8.000. Ok, vâng, và có thể hôm đấy mình sẽ livestream để cùng anh em săn hàng giá rẻ và chia sẻ những cái mã giảm giá trong ngày 8 tháng 8. Các bạn nhớ theo dõi kênh YouTube của mình nhé. Và hôm đấy thì các bạn xem mã giảm giá tại đây, tháng8.1mã giảm giá.com. Trang này sẽ cập nhật những mã giảm giá nhanh nhất các ngày trên Lazada. Đó, tổng hợp ở đây. Và cách thêm sản phẩm yêu thích như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn. Ở trên điện thoại và máy tính thì y hệt nhau nhá. Đây là mình sẽ hướng dẫn trên máy tính. Ví dụ mình sẽ mua cái ba lô này. Thì đây, có cái trái tim này, các bạn ấn vào trái tim. Thế là xong. Đó, thêm một cái nữa đi. Thêm cái ba lô này nữa. Cũng ấn vào cái trái tim này. Điện thoại cũng y hệt nhá, cũng có hình trái tim này. Xong rồi hôm đấy mùng 8 tháng 8 các bạn sẽ... À, cái shop laptop Ancom này đang miễn phí vận chuyển ở Hồ Chí Minh này. Tất cả sản phẩm luôn nhá. Đó. Hôm đấy thì chúng ta sẽ vào cái mục danh sách yêu thích ở tài khoản của bạn. Đó. Đây, mình đã vừa thêm hai cái ba lô này vào. Chúng ta nên thêm từ bây giờ tại vì hôm đấy không nhớ để mua những cái gì ấy và không kịp áp mã giảm giá thì sẽ rất là đáng tiếc để mua được những sản phẩm giá rẻ. Trong mục yêu thích của mình rất là nhiều sản phẩm đây. Và những cái sản phẩm này đang báo hết hàng rồi. Đó là cách thêm sản phẩm vào danh mục yêu thích để hôm đấy thì chúng ta có thể mua được nhanh. Vâng, vẫn như thường lệ thì các bạn sẽ vào trang web là chat.muarẻ.club. Xuống dưới đây để cùng giao lưu, chia sẻ những cái sản phẩm giá rẻ. Và hôm nay cũng có khá là nhiều deal hot, các bạn có thể vào xem nhé. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Tham gia nhóm 1mãgiảmgia.com để nhận mã giảm giá và các deal khuyến mãi hot. Hoặc nhóm kgame.com để săn hàng giá rẻ. Link nhóm ở mô tả hoặc trong comment. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu sự kiện săn deal 8.000 trên Lazada vào ngày 8 tháng 8 và có những mã giảm giá rất là tốt. Tất cả link mình sẽ để dưới video này. Các bạn thấy video hãy like, share, subscribe đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất, những sự kiện mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Hồi hộp đếm ngược chờ ngày 8 tháng 8.